Chào mừng bạn đến với Thuốc Tây TV, kênh chia sẻ thông tin về thuốc. Chào mừng bạn đến với Thuốc Tây TV. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về Mikadi Plus, một loại thuốc biệt dược dùng để điều trị tăng huyết áp vô căn ở người lớn. Hãy cùng tìm hiểu về thành phần, công dụng, cách dùng và những lưu ý khi sử dụng thuốc này. Mikadi Plus chứa hai thành phần chính là Telmisartan và Hydrochlorothiazide. Telmisartan là một loại thuốc chống huyết áp thuộc nhóm các chất ức chế receptor angiotensin 2. Còn hydrochlorothiazid là một loại thuốc lợi tiểu có tác dụng giúp loại bỏ nước và muối trong cơ thể. Bằng cách kết hợp hai thành phần này, Mikadi Plus giúp điều chỉnh huyết áp và duy trì sự cân bằng nước và muối trong cơ thể. Thuốc Mikadi Plus được chỉ định điều trị tăng huyết áp vô căn ở người lớn. Tuy nhiên, nó không được sử dụng để điều trị ban đầu khi tăng huyết áp được phát hiện. Thay vào đó, Mikadi Plus có thể được sử dụng phối hợp với một loại thuốc chống tăng huyết áp khác. Liều dùng thường là uống một viên mỗi ngày, nhưng có thể tăng liều đến 160mg Telmisartan và 25mg Hydrochlorothiazid nếu cần thiết. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thuốc này không được sử dụng ở bệnh nhân suy chức năng thận nặng hoặc suy gan nặng. Đối với bệnh nhân suy thận vừa và nhẹ, cần chú ý theo dõi chức năng thận định kỳ. Ngoài ra, hiện chưa có thông tin về độ an toàn và hiệu quả của Mikadi Plus đối với người bệnh dưới 18 tuổi. Khi sử dụng thuốc Micadi Plus cũng cần để ý về những tương tác thuốc có thể xảy ra. Đặc biệt không được sử dụng thuốc Micadi Plus cùng với thuốc Aliskiren ở bệnh nhân đái tháo đường hoặc suy thận. Nếu bạn vô tình dùng quá liều thuốc, hãy liên hệ với bác sĩ ngay lập tức để được tư vấn và xử trí. Thông tin về quá liều Telmisartan và Hydrochlorothiazide còn hạn chế, tuy nhiên, các biện pháp điều trị quá liều thường là chữa triệu chứng và hỗ trợ. Trên đây là những thông tin cơ bản về thuốc Micadi Plus. Hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho bạn trong quá trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình. Lưu ý thông tin nêu trên không thay thế lời khuyên của bác sĩ. Hãy luôn nhớ tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào. Kênh thuốc Tây TV cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng ngại chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin cảm ơn, chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.